Cha đêm hôm qua con tập suốt nhá. Bố con ngồi dậy vụt số 5 rồi. Tập suốt lại vụt. Mất chân tư không ngủ được, ông dậy vụt cho. À thế à? À thế 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 bây giờ hát cho bác nghe này. Nào. Tình cha. Bắt đầu. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, thì đến trường cô đã như mẹ yêu. Mẹ và cô là hai cô gái. À đúng. Sao nó hát về tình cha? Mẹ hiền gì ở đây? Tình cha đấy có gì? Sao cái tình cha đấy? Mẹ con với cô giáo rất thân với bố con. À, bây giờ phải hát về hai người đấy nghe bố con. Lần lượt từ từ. Này, nó đừng có khóc nữa. Mặt mẹ khóc từng xấu lắm con ạ. Xấu cho kết cấu nó đẹp. Mặt tiền cũng chẳng ra gì. Trong nội thất tiền như bất ngờ. Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật lên thôi chú tình. Mấy anh văn nhạc cực quê. Mày hát em vọng cổ nghe vọng tặng được. Vâng. Thế nhưng mà này, mày đừng tưởng một mình mày biết đổ vọng cổ nhá. Mẹ có biết đổ vọng cổ? Mày có muốn nghe mẹ đổ không? Mẹ không mà không biết đổ, con bảo các bác lôi cổ ra khỏi đây. Được rồi. Nào đâu? Mày nghe nghe mẹ đổ này. Nào. Điệp ơi ba lăm chúng thành đô nhà xe được rồi. Từng 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 tăng 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 gì đấy thì mẹ cá còn con đền đàn mồm. Nói chung mẹ cá thì hay nhưng so với con thì còn non và xanh lắm. Con không nên ca được vòng cổ mà còn có thể đổ từ đêm nay sáng mai luôn. Thật không? Hàng thật không đổ luôn nghe này. Đổ luôn là cái gì đấy? Ăn gói mày đấy. Này, nó có ai là mày? Ờ, mẹ nhận mẹ là Lan đúng không? Ờ. Con là Điệp. Điệp nó hơn Lan mấy tuổi ấy, nó mới đến tán Lan. Anh em thì mày tao nhau làm sao? Mày đang ngất ngất người ta lại này là dạ mày ngoan lắm Lan ơi, anh nào muốn giết em đâu mau em đổ là tại em đi với bầy Lan. Lan gì? Cứ từ từ đấy.